ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, đã qua nửa đầu tháng 4 năm 2018, có rất nhiều doanh nghiệp niêm yết đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay. Vậy đâu là những vấn đề nóng của đại hội cổ đông của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2018 này? Cổ đông quan tâm nhất là điều gì? Những doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh khả quan? Những doanh nghiệp nào thận trọng với kế hoạch trong năm 2018? Chuyên đề chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng cập nhật những diễn biến mới nhất của đại hội cổ đông năm nay. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những diễn biến mùa đại hội cổ đông ở một số doanh nghiệp niêm yết qua phần tổng hợp ngay sau đây. Tại đại hội cổ đông của doanh nghiệp bất động sản này, cổ đông đã bày tỏ lo lắng về biện pháp phòng cháy chữa cháy của các tòa nhà trong dự án nhà ở chung cư của doanh nghiệp. Xảy ra nhiều cháy nổ mà liên quan đến chung cư, khu nhà ở. Thì đây là một thông tin tiêu cực đối với thị trường nhà chung cư nói chung và bất động sản nhà chung và nhà chung cư nói riêng. Vậy xin chủ tọa cho biết những ảnh hưởng nếu có đến việc thực hiện kế hoạch vay năm 2018 của công ty và những giải pháp của công ty trước để tính trả lời anh ta trước. Toàn bộ tất cả những về mặt phòng chống cháy nổ thiết kế chúng tôi bao giờ cũng được các cơ quan quản lý nhà nước đồng ý thông qua thiết kế, đồng ý nghiệm thu mới đưa vào sản phẩm, đưa vào sử dụng. Và không những thế, hàng năm kể cả chung cư bàn giao rồi, chúng tôi vẫn hàng năm vẫn mời các cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy, cơ quan quản lý nhà nước đến để cùng xem xét lại, rà soát lại. Còn tại đại hội đồng cổ đông thường niên của một doanh nghiệp ngành thép, đơn vị này đã đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế khiêm tốn lần lượt ở mức 3.700 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Quý 1 năm 2018, doanh thu đã thực hiện được 30% kế hoạch năm. Công ty thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 là 12% và kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ từ 10 đến 12%. Mặc dù năm ngoái đơn vị này đã có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu. Và chúng ta là liên tục từ trước đến giờ là chúng ta năm nào cũng chia cổ tức bằng tiền mặt. Gần như là cái nguồn vốn để hoạt động cũng đối với ban điều hành, đối với hội đồng quản trị, đối với ban tổng đốc cũng rất là nặng. Cứ có lãi là chia luôn, năm nào chia bằng tiền mặt. Như vậy chúng ta cứ buôn được đồng nào chúng ta bàn ra mang ra chia nhau luôn. Chúng ta không có tái đầu tư thì xin lỗi các quý cổ đông là năm nay là cái năm chúng ta cũng phải chịu đựng với nhau một tí để chúng tôi làm được cho quý cổ đông cái việc khác nó lớn. Nó có hiệu quả hơn. Ông Hải cũng nhận định thị trường cũng sẽ có một số khó khăn bao gồm việc thuế tự vệ với sản phẩm phôi thép đang ở mức 23% và sẽ giảm dần từ 1 đến 2% mỗi năm trong vòng 4 năm tới và tiến tới 0% vào năm 2020. Bên cạnh đó, những bất ổn giá nguyên liệu và nguồn cung dư thừa cũng là điểm hạn chế tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép. Tại đại hội, công ty cổ phần chứng khoán Vietinbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và lợi nhuận cổ tức năm 2017, đặc biệt là chủ trương chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm. Là công ty dự kiến năm 2018 sẽ phát triển thêm một cái dịch vụ mới là chứng khoán phái sinh, trong đó là chúng ta phát triển cái current letter chứng quyền có đảm bảo. Đây là một cái hoạt động mà sẽ phải tốn thêm nguồn vốn của công ty nữa, thì liệu công ty mở thêm cái mảng đó thì công ty có phân cơ cấu lại cái nguồn vốn của mình không? Khi mà có chứng khoán phái sinh thì cơ cấu lại nguồn vốn như nào? Thì báo cáo anh là như tôi vừa có chia sẻ. Phân bổ vốn thì chủ yếu có hai mạng thâm dụng vốn của công ty. Một là margin, hai là tự doanh. Theo quy định của Ủy ban chứng khoán, chúng tôi không được đầu tư quá 70% vào hoạt động cổ phiếu hoặc là đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu. Vì thế đâu đó là chúng tôi sẽ có một cái room đầu tư khoảng 800 tỷ cho cổ phiếu và 800 tỷ cho trái phiếu. Năm nay, khối công ty chứng khoán đều kinh doanh hiệu quả nhờ sự tăng trưởng tốt của thị trường chứng khoán. Có những công ty lợi nhuận tăng từ vài chục phần trăm lên đến cả vài trăm phần trăm. Doanh nghiệp này đặt kế hoạch cổ tức là 9% cho năm 2018, lợi nhuận 163 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Tiếp đó là mảng môi giới chứng khoán liên quan đến dịch vụ cho vay ký quỹ. Nếu đầu năm dư nợ cho vay ký quỹ của CTS là 200 tỷ đồng, thì cuối năm 2017, dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 600 tỷ đồng.
Dự kiến đến cuối năm 2018, con số này sẽ đạt khoảng 1.200 tỷ đồng. Ở mảng tự doanh, hiện nay đơn vị này đang sở hữu nhiều cổ phiếu như VCG, HAG, HNG, CVT, HPG. Ban lãnh đạo của doanh nghiệp này khá tự tin về danh mục sở hữu và tin tưởng có thể đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm tới. Để đầu tư bất rủi ro và tăng cơ hội có lãi, nhà đầu tư cần hiểu chất lượng và tương lai hoạt động của doanh nghiệp. Một đại hội cổ đông là cơ hội tốt nhất khi các cổ đông, dù sở hữu một cổ phiếu, cũng được quyền tham dự và chất vấn người làm thuê, ban lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy bạn nên hỏi gì vào mùa đại hội này? Sau đây là một vài gợi ý cho các nhà đầu tư có thể tham khảo để có thể chất vấn ban lãnh đạo trong doanh nghiệp trong mùa đại hội cổ đông năm nay. Một vài câu hỏi mà các nhà đầu tư có thể chất vấn ban lãnh đạo doanh nghiệp trong kỳ đại hội cổ đông đó là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so sánh doanh thu lợi nhuận đạt được so với các năm, nguyên nhân các biến động chính, kế hoạch kinh doanh năm tới là gì, nợ vay và những vấn đề tài chính, cần quan tâm đến chất lượng nợ, khả năng công ty có trả được nợ vay hay không, có phát sinh nợ xấu từ khách hàng, đối tác quan trọng không, những khoản đầu tư được lập dự phòng đáng kể trong báo cáo tài chính của công ty. Hỏi các vị lãnh đạo những cái vấn đề như là cái giải trình một chút về cái kết quả hoạt động kinh doanh trong năm vừa rồi. Thế xong rồi chúng ta nói đến những cái chi tiết hơn, ví dụ như một số các cái dự án lớn mà công ty đang thực hiện hoặc một số các cái khoản mục lớn trong báo cáo tài chính mà các nhà đầu tư muốn tham khảo thêm mà trước đây chủ doanh nghiệp chưa, tức là ban điều hành chưa công bố rõ ràng. Ngoài ra thì cũng một số các câu hỏi liên quan đến trong năm tiếp theo hoặc là một vài năm tới các cái dự án mà ban lãnh đạo đang triển khai có triển vọng hay có khó khăn gì hay không. Kỳ đại hội cổ đông, đặc biệt trong cái bối cảnh thị trường đang tăng trưởng cũng như là nền kinh tế đang khởi sắc, thì các cái kế hoạch hoạt động, các cái kế hoạch mới, kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp cũng như là kế hoạch tăng vốn phát hành thêm, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược sẽ là các câu hỏi mà các nhà đầu tư cần quan tâm. Đồng thời ngoài ra còn có thể là các câu hỏi về cổ tức bằng tiền. Thực ra thì tất cả các cái kỳ đại hội cổ đông ấy thì cổ đông sẽ quan tâm nhiều nhất là về cái kế hoạch phát triển của năm 2018 sắp tới và những cái chiến lược dài hạn. Ngoài ra thì quan tâm đến cái kế hoạch cổ tức, những cái mà mở mang sang lĩnh vực mới, ngành nghề mới nếu có. Thế thì tuy nhiên là năm nay thì ở một số cái loại hình doanh nghiệp hoặc một số ngành nghề thì cũng có những cái câu hỏi riêng. Ví dụ như tôi nghĩ là có lẽ ngành bất động sản, ngành ngân hàng là thực sự có những cái nhiều cái vấn đề để mà cổ đông quan sát, cổ đông hỏi. Ngoài ra, làm thế nào để phát hiện những gian lận hoặc những thủ thuật trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp? Một vài điểm cần lưu ý khi đọc báo cáo tài chính là gì? Các nhà đầu tư nên quan tâm đấy là cái nguyên tắc kế toán sổ tích. Chẳng hạn ít nhất các nhà đầu tư cần phải hiểu rằng cái nguyên tắc ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp như thế nào. Đối với một doanh nghiệp trong từng ngành bất động sản thì họ ghi nhận doanh thu như thế nào, các ngành khác ghi nhận doanh thu ra sao, để có thể đánh giá được rằng cái doanh thu mà các doanh nghiệp công bố thì bao nhiêu phần trăm là đã cái độ chắc chắn của cái doanh thu đấy đến đâu. Tôi nghĩ là một cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì nó cũng phản ánh một cái khía cạnh về tài chính và thông qua đó thì cũng phần nào là phản ánh về cái quản trị doanh nghiệp. Ví dụ như nhà đầu tư thì ngoài con số lợi nhuận, con số doanh số ra thì còn quan tâm đến những cái khoản công nợ mà cụ thể là những cái phải thu phải trả, ai là cái người phải thu phải trả lớn nhất thì rồi là các cái giao dịch nội bộ, đấy là những cái vấn đề mà cổ đông nên xem xét thật kỹ lưỡng và nếu mà có những cái gì mà khúc mắc thì cũng nên đặt vấn đề và chất vấn với cả ban điều hành. Có thể có một vài các doanh nghiệp người ta có vấn đề liên quan đến gian lận báo cáo tài chính. Gian lận báo cáo tài chính thì về mặt bản chất đó là họ thực hiện các cái nghiệp vụ không đúng với lại bản chất, dẫn đến là sai lệch về các cái con số trên báo cáo tài chính, gây sự nhầm lẫn hoặc là mang tính chất cố ý phục vụ một mục đích nào đó. Thì cái này thực sự là cũng khá là khó phát hiện, là vì đôi khi vẫn được kiểm toán chấp nhận là vì nó vẫn là hợp pháp, tuy nhiên nó không thể hiện đúng cái bản chất của cái nghiệp vụ đó mà gây nên những cái con số sai lệch rất là lớn, gây nhầm lẫn. Thì tôi nghĩ rằng cái này
Thứ nhất là chúng ta phải cố gắng tìm hiểu kỹ hơn rất là nhiều các cái khoản mục trên báo cáo tài chính, cũng như là những cái giao dịch mang tính chất là đột biến, hoặc là những cái giao dịch thường là thực hiện ở những cái cuối kỳ kế toán nhưng mà có tính trọng yếu đối với lại cái kết quả kinh doanh của cái doanh nghiệp ở cái thời điểm đó. Các chuyên gia cũng cho rằng một vài câu hỏi khác có thể hỏi ban lãnh đạo doanh nghiệp như: công ty đã và đang làm gì để cải thiện công tác quan hệ với cổ đông? Làm gì để bảo đảm rằng các đề xuất của cổ đông được xem xét và xử lý? Công ty đã làm gì đối với những đề xuất mà có sự hưởng ứng của các cổ đông? Mùa đại hội cũng là mùa để doanh nghiệp kết nối mọi cổ đông, là nơi gặp gỡ sau một năm để ban lãnh đạo báo cáo những thành quả đạt được. Vậy doanh nghiệp nên kết nối mọi cổ đông như thế nào? Doanh nghiệp cần làm gì để mọi cổ đông đều cảm thấy thoải mái và tin tưởng đầu tư vào chính doanh nghiệp đó? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay công tác IR của các doanh nghiệp niêm yết đã được cải thiện hơn so với những năm trước. Cái hoạt động IR của các cái doanh nghiệp thời gian gần đây, một vài năm gần đây tốt hơn khá là nhiều so với trước kia. Đó. Và tôi nhận thấy rằng là ngoài những cái việc thông tin liên tục thì các công ty lớn họ thường những cái tổ chức những cái buổi họp với nhà đầu tư, không chỉ là về cuối năm đại hội cổ đông chúng ta mới được gặp, mà có khi hàng quý hoặc là một số những cái sự kiện bất thường cần chủ doanh nghiệp giải thích thì đều có cái sự xuất hiện. Đó thì tôi thấy rằng là cái mối liên hệ giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ với lại những ông chủ doanh nghiệp hay là ban điều hành có sự tiến bộ khá là tốt. Tuy nhiên IR chỉ được thực hiện ở những doanh nghiệp lớn, còn các doanh nghiệp nhỏ thì chưa được chú trọng. Đầu tư cho cái công tác quan hệ nhà đầu tư này, chẳng hạn như các doanh nghiệp như Hòa Phát thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo với các bên phân tích và các nhà đầu tư để trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên đối với nhìn chung về thị trường thì ngoại trừ các doanh nghiệp lớn thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay thậm chí một số doanh nghiệp lớn khác cũng chưa đầu tư nhiều công sức để có thể là cung cấp đầy đủ thông tin. Ở góc độ doanh nghiệp, những cuộc gặp gỡ thường xuyên với cổ đông, nhà đầu tư để trao đổi cởi mở các dự án, giải đáp thắc mắc cho các nhà đầu tư là một việc nên làm thường xuyên hơn, thay vì chỉ để nhà đầu tư đọc các chỉ số, các con số trên báo cáo tài chính. Các thông tin cung cấp không chỉ là các thông tin theo quy định như là báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, mà cần cả các thông tin về các dự án, làm cho nhà đầu tư hiểu được rằng mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của mình là gì, động lực tăng trưởng của mình trong tương lai, tiềm năng của mình như thế nào. Và đối với cái công tác về quan hệ nhà đầu tư hiện tại thì các doanh nghiệp vẫn có vẻ là chưa quá chủ động. Tức là đối với các bên phân tích sẵn sàng tiếp cận, đặt câu hỏi thì các doanh nghiệp vẫn sẵn lòng trả lời. Nhưng đối với các nhà đầu tư trên thị trường, số đông nhà đầu tư trên thị trường thì lại chưa có các kênh để doanh nghiệp có thể chia sẻ nhiều hơn về các kế hoạch kinh doanh của mình. Đã khiến cho các nhà đầu tư trên thị trường ngoài báo cáo tài chính vẫn chưa hiểu được rằng tiềm năng trong dài hạn của doanh nghiệp đến từ đâu. Vài năm gần đây thì rất nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp xúc với nhà đầu tư. Tôi thấy là gần như năm nào một số các cái doanh nghiệp mà có cái thành tích tốt về IR đều chủ động là tiếp xúc với nhà đầu tư thông qua các cái cuộc gặp gỡ tại Sở Giao dịch Chứng khoán một năm hai lần. Thế còn tại đại hội cổ đông thì cũng cung cấp rất là chi tiết, rất là đầy đủ các cái tài liệu họp đại hội cổ đông cho nhà đầu tư từ sớm. Hiện nay, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD đã cung cấp các dịch vụ liên quan đến biểu quyết điện tử e-voting. Trong đó, các doanh nghiệp nên tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia đại hội cổ đông thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một cách để kéo gần khoảng cách giữa cổ đông và doanh nghiệp. Việc bỏ phiếu điện tử sẽ giúp tăng khả năng thành công của đại hội, giúp tiết kiệm giấy tờ và chi phí quản lý, cũng như giúp các tổ chức phát hành có được kết quả nhanh, chính xác và làm gia tăng vị thế của tổ chức phát hành, nhất là góc độ quản trị doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.